Kinh doanh online đã trở thành một xu hướng và ngày càng bùng nổ. Chúng ta có thể thấy rằng đa dạng các mặt hàng trên các sàn thương mại điện tử, trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, TikTok, từ các mặt hàng có giá trị như là vàng, mặt hàng điện tử hay đến những mặt hàng tiêu dùng thông thường, thực phẩm. Sự tiện lợi, dễ dàng cho cả người mua và người bán, thúc đẩy lưu thông hàng hóa là điều mà chúng ta không thể phủ nhận của hình thức kinh doanh online. Nhưng hình thức kinh doanh này cũng phát sinh nhiều vấn đề mà đòi hỏi phải có sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời đến đây hai khách mời để cùng trao đổi, chia sẻ về việc kiểm soát hoạt động kinh doanh online ở hai khía cạnh. Thứ nhất, đó là về nguồn gốc, chất lượng, hàng hóa. Thứ hai là vấn đề thực hiện nghĩa vụ thuế. Và xin được giới thiệu ông Trần Hữu Nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau, và ông Bùi Quốc Khánh, trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Cà Mau. Trước tiên thì tôi cũng muốn mời hai vị khách mời cũng như là quý khán giả cùng theo dõi một vài ghi nhận và ý kiến của người tiêu dùng trả lời đối với cùng một câu hỏi, đó là trong một tháng thì bạn mua hàng online bao nhiêu lần và bạn đánh giá như thế nào về chất lượng hàng hóa cũng như là dịch vụ hàng hóa trong hình thức kinh doanh online? Cũng cỡ 4-5 lần. Đa số là mua đồ online không à? Đi làm hồi ít á, đi chợ rồi thành ra em xài online nhiều hơn. Mua đồ này kia lặt vặt xài cho bé vậy đó. Như quần áo rồi phụ kiện, tóc. Tháng nào cũng mua. Tại giờ có em bé nhỏ nên thấy trên mạng có những đồ liên quan tới em bé thì mua. Trên Facebook. Rồi Shopee thì có thằng bé nhỏ nó thích ăn uống gì trên đó, cái nó kêu đặt bánh trái gì cho nó, đồ chơi gì đó, chung là cũng xài được, mình mới thường mua gì. Giá cả thì nó rẻ hơn nhưng mà chất lượng thì không bằng mình tự đi mua. Nhưng mình tự đi mua thì mình lựa cái vải này nọ đồ giữ ý mình hơn, còn nhiều khi em mua online về em mặc cũng không được. Nhưng mà được cái nó rẻ cũng cũng được, cũng tạm rồi chứ không phải mình không biết được đánh giá nó tốt hơn ở ngoài hay không thì không biết. Thưa hai vị khách mời, là một người tiêu dùng thì bản thân tôi cũng rất là lo ngại về chất lượng hàng hóa của mặt hàng kinh doanh online. Tại vì có thể thấy thì cùng một mặt hàng nhưng mà trên các cái sàn thương mại hay là những cái trang kinh doanh online thì có những cái mức giá khác nhau và chúng tôi không thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Và trên thực tế thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái vụ việc về kinh doanh sản xuất hàng giả mà được các cơ quan chức năng phát hiện thì đa số là các đối tượng đều khai nhận là đều có tiêu thụ qua hình thức là kinh doanh online. Và gần đây nhất thì tỉnh Cà Mau cũng có một vụ việc mà lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, nhận được sự quan tâm của dư luận rất là nhiều. Thì ông Trần Hữu Nghệ có thể thông tin cụ thể đến nay thì kết quả chúng ta kiểm tra và xử lý như thế nào? Vụ việc mà được lực lượng quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phát hiện, kiểm tra, thu giữ 10 tấn hàng của một hộ kinh doanh mà ở thành phố phường 8 thành phố Cà Mau, kinh doanh online bằng hình thức là livestream, được các cơ quan báo chí thông tin thời gian qua là đưa tin rất là nhiều. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, qua công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, xác định có dấu hiệu vi phạm, đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ đối với một hộ kinh doanh ở địa bàn phường 8 thành phố Cà Mau. Thì qua kiểm tra thực tế là cơ sở kinh doanh, chủ hộ kinh doanh đang tổ chức kinh doanh online trên nền tảng mạng xã hội Facebook qua hai đường link, là với số lượng người theo dõi rất cao. Tại thời điểm kiểm tra thì nhiều nhân viên thực hiện việc livestream, chốt đơn, đóng gói hàng hóa. Thì lực lượng quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã thu giữ hơn 10 tấn hàng hóa là hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với số lượng là 19.476 sản phẩm, gồm quần áo, may sẵn, túi xách tay, các loại mỹ phẩm vân vân, có tổng trị giá hàng hóa trên là 1 tỷ đồng. Chi tiết gồm thì hàng hóa nhập lậu là quần áo may sẵn, các loại là 44.683 sản phẩm với tổng trị giá là 340.582.000 đồng. Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là quần áo may sẵn
túi sách các loại là 13.910 sản phẩm với tổng trị giá là 685.937.000 đồng. Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là mỹ phẩm các loại là 393 sản phẩm, tổng giá trị là 41.940.000 đồng. Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, quần áo may sẵn các loại là 275 sản phẩm với tổng trị giá số tiền là 17.415.000 đồng. Thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau đã chuyển cái hồ sơ này vượt thẩm quyền này cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ra quyết định xử phạt với số tiền vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh này là vụ việc nêu trên với số tiền xử phạt là 141 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp với số tiền là 2,35 tỷ đồng. Với cái số lượng hàng hóa lớn như vậy thì về hàng hóa thì chúng ta đã xử lý như thế nào ạ? Về hàng hóa thì sản phẩm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ tịch thu và thanh lý, còn có một phần trả lại để xác minh làm rõ. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã phát hiện thu giữ hơn 10 tấn hàng hóa phục vụ livestream. Thì nhìn từ góc độ về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thì ông có chia sẻ như thế nào về vấn đề này? Thì bán hàng online thì chúng ta biết thì gọi là bán hàng online, có khi gọi là bán hàng trực tuyến trên cái mạng xã hội cũng như trên cái internet, thì nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho cái người bán hàng, tiết kiệm được chi phí cũng như là không có cái giới hạn cố định, tức là không có cần phải có cái địa chỉ cố định thì cũng kinh doanh được. Nó khác với cái kinh doanh truyền thống thì phải có cái địa chỉ cố định rồi có cái sản phẩm cụ thể, phương thức giao dịch như thế, thì cái công tác quản lý nhà nước nói chung, trong đó có cái công tác quản lý thuế cũng có một số khó khăn nhất định. Thì trên cái kinh doanh online, kinh doanh trên cái nền tảng internet thì một cái thứ nhất là nhằm khi cái người bán, cái người sử dụng cái hình thức là bán online đó, người ta ẩn danh cái tên người bán, hoặc là trong cái trường hợp đó là người ta giới thiệu sản phẩm ở trên cái nền tảng số nhưng mà thực tế là người ta mua bán trực tiếp bằng điện thoại hoặc qua Zalo, hoặc là có trường hợp đó là sử dụng không xuất hóa đơn, hoặc là sử dụng là tiền mặt không có chuyển khoản qua ngân hàng, hoặc là có trường hợp chuyển khoản qua ngân hàng nhưng mà lại chuyển khoản qua cái tài khoản khác không có mang tên của người bán đã đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Do đó đã qua trong cái công tác quản lý thuế nói chung thì cũng có nhiều cái khó khăn là nhất định. Do đó là cái về cái công tác quản lý đối với bán hàng online nói chung, như là bán hàng qua cái hệ thống mạng internet, mạng xã hội, trên sàn giao dịch điện tử, thì cũng cần có cái công tác quản lý cho nó tốt hơn trong cái thời gian tới. Như ông chia sẻ thì tôi có thể hiểu như thế này, có nghĩa là có những hộ kinh doanh online nhưng mà không đăng ký để không thực hiện nghĩa vụ thuế. Có những hộ đăng ký kinh doanh, có đăng ký kinh doanh những thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng họ có thể sử dụng hình thức khác, như ông nói là chuyển giao dịch bằng không tiền mặt, chuyển khoản vào những cái tài khoản khác, thì mình không xác định được cái số nguồn thu đó để thu thuế hay như thế nào. Bán hàng online thì có người gọi là bán hàng online, có người gọi là bán hàng qua là mạng xã hội, qua hệ thống internet, thì để giới thiệu quảng bá rồi bán hàng, bán cái sản phẩm hàng hóa của mình. Thì trong đó là có tổ chức, cũng có bán các cái doanh nghiệp rồi cá nhân. Tuy nhiên ở đây chúng ta đề cập phần lớn là cái khó khăn trong quản lý hiện nay là đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh. Thì nó có hai cái dạng, một cái thứ nhất là hộ kinh doanh hoặc là cá nhân kinh doanh đã đăng ký, đã được cấp mã số thuế và đã được lập bộ quản lý thuế. Tuy nhiên thì bên cạnh cái kinh doanh truyền thống, tức là bán hàng có địa chỉ kinh doanh, có kho hàng, đó là đã đăng ký hộ như kinh doanh truyền thống trước đây. Đồng thời trong cái giai đoạn hiện nay thì cái bùng phát của cái bán hàng online, bán hàng qua internet, thì người ta đồng thời song song đó người ta bán hàng truyền thống và bán hàng qua online, qua mạng. Cái doanh thu bán hàng online này không được thể hiện ở trong cái doanh thu
và kê khai nộp thuế kịp thời và đầy đủ. Thì đó là cái dạng thứ nhất. Dạng thứ hai là cá nhân không đăng ký bán hàng online nhưng mà không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và cơ quan thuế cũng chưa có rà soát đầy đủ để quản lý đối các đối tượng này. Việc không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh online không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo ra môi trường kinh doanh không bình đẳng và lành mạnh. Đối với hàng hóa không xuất xứ nguồn gốc thì không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng mà còn gây bức xúc cho những hộ kinh doanh chân chính. Bây giờ mặt hàng nào cũng bán online hết trơn nên chợ truyền thống bây giờ cái gì cũng vắng. Mình thế má nhiều hơn rồi tiền đủ thứ hết trơn á. Còn mấy người online thì chỉ ở nhà bán không có tốn gì trơn nhưng họ lời mail cũng được. Rồi họ đâu có cần phải lời nhiều đâu. Bây giờ trên mạng nó bán quá nhiều rồi. Tụi chị ở đây là mỗi lần thì có mối mang đồ cũng như người ta xỉ rồi mà bây giờ online ở đâu nó cũng có hết trơn rồi. Cái nó cần thiết nó lướt điện thoại là nó mua à. Cho nên mình giờ bán chậm lắm. Giờ tao mua trên online nhiều quá, chứ không có còn mà mua ở trong shop nữa. Tao không có thời gian nữa, không biết không. Vậy nên là người ta lên online người ta mua. Mình cũng chuyển theo. Mình cũng chuyển theo, mình bán online luôn. Thưa ông Bùi Quốc Khánh, thì ông có thể thông tin rõ hơn hiện nay quy định về thuế đối với hoạt động kinh doanh online như thế nào, những đối tượng nào phải thực hiện nghĩa vụ thuế? Theo quy định chung thì thứ nhất đối với cái hộ hoặc là cá nhân kinh doanh thì hiện nay nếu mà kinh doanh truyền thống là chúng ta phải nộp các cái loại lệ phí và thuế. Cái thứ nhất là nộp lệ phí môn bài. Cái thứ hai nữa là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Thì đó là ba cái loại. Còn hiện nay đối với cái hoạt động, cái hình thức là phương thức là bán hàng online thì có phải là thuộc cái đối tượng phải đăng ký khai thuế nộp thuế hay không? Thì tôi xin khẳng định là thuộc đối tượng phải đăng ký thuế và khai thuế và nộp thuế. Theo quy định chung, tất cả các cái cá nhân hộ kinh doanh có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mà có doanh thu phát sinh trong năm trên 100 triệu thì thuộc đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Thì bên cạnh đó thì để đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì cá nhân hoặc hộ kinh doanh này cũng phải nộp lệ phí môn bài. Thì đó là các quy định có liên quan về thuế và lệ phí đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Ở đây chúng cụ thể là kinh doanh là bán hàng online. Như chia sẻ từ đầu chương trình thì cả hai vị khách mời, cả ngành quản lý thị trường và ngành thuế đều khẳng định một điều, đó là việc quản lý hoạt động kinh doanh online thì gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi đây là một hình thức mới, như ông Khánh nói thì dù là gọi là kinh doanh online hay là kinh doanh trực tuyến hay là như thế nào thì nó vẫn có một đặc điểm chung, đó là thực hiện trên nền tảng Internet. Và điều này thì tôi nghĩ rằng những khó khăn của các cơ quan quản lý đều xuất phát từ một đặc điểm chung này, đó là hoạt động kinh doanh, mọi giao dịch được thực hiện trên môi trường mạng. Như vậy thì về vấn đề quản lý chất lượng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thì ông Nghị có thể thông tin rõ hơn thì cái khó khăn của chúng ta hiện nay là như thế nào? Chúng ta kiểm soát như thế nào khi mà tất cả mọi giao dịch đều thực hiện trên môi trường mạng? Báo với các đồng chí là vấn đề khó khăn trong quản lý chất lượng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thì nhìn chung là khái quát hai cái khó khăn sau đây. Cái khó khăn thứ nhất là khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng và xác định cái nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa. Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa mua bán trực tuyến là phức tạp vì số lượng giao dịch trực tuyến hiện nay là rất là lớn và các sản phẩm có thể được phân phối từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong nước và ngoài nước. Hàng hóa có thể là qua khâu trung gian, khiến việc xác định nguồn gốc trở nên phức tạp, đặc biệt là trong vấn đề kiểm soát hàng hóa nhập lậu. Người tiêu dùng mua hàng hóa online không thể kiểm tra trực tiếp được, mà qua cái hình ảnh hoặc là qua các video đó thì để tham khảo cái hàng hóa đó, nó không phải là như cái
hàng hóa như truyền thống mình bán thì hàng hóa truyền thống thì mình trực tiếp nhìn trực tiếp vào những mặt hàng vận chuyển hóa đó rồi mình đánh giá hàng hóa đó. Còn này thì nhìn qua những hình ảnh và video rồi người tiêu dùng có khi là nhầm lẫn với cái chất lượng hàng hóa. Cho nên người tiêu dùng thường đánh giá bởi sau khi mua sản phẩm về rồi đánh giá chẳng hạn như trên hệ thống nó có đánh giá 1 sao, 2 sao, 5 sao đó thì các đồng chí đã thấy. Để mà tránh cái bị tình trạng mà người tiêu dùng mà bị lừa bởi những cái hình ảnh quảng cáo không trung thực. Tuy nhiên hầu hết các người tiêu dùng khi mua hàng hóa online mua phải hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng thì hầu như là không yêu cầu phản ánh đến các cơ quan chức năng hoặc là thông báo tin là hàng hóa đó để cho các cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý. Cái khó khăn thứ hai nữa là trong việc xác định trách nhiệm người bán thì kinh doanh online trên các trang mạng thương mại điện tử cũng như trên nền tảng tảng số mạng xã hội, người bán có thể sử dụng là tài khoản ảo, nhiều cái tài khoản ảo để thông tin kiểm chứng gây khó khăn trong việc xác minh tính mà danh tính và trách nhiệm pháp lý của những cái tài khoản ảo đó là nó rất khó xác định. Cho nên là thông tin về sản phẩm người bán thể hiện cập nhật liên tục gây khó khăn việc theo dõi và kiểm soát. Nhiều sản phẩm trên các sản phẩm thương mại điện tử không đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là hàng hóa nhập lậu hoặc sản phẩm không có nhãn mác đầy đủ. Điều này gây khó khăn cho việc kiểm soát và xác định nguồn gốc hàng hóa để đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Kinh doanh qua nền tảng Internet đó, thì nó không giới hạn về thời gian, cũng không giới hạn về phạm vi quốc gia, địa bàn để chúng ta hoạt động kinh doanh. Và tôi thấy có một đặc điểm của kinh doanh online hiện nay nữa, đó là quy mô kinh doanh. Chẳng hạn như vụ mà 10 tấn hàng hóa đó là một cái số lượng lớn, cơ sở đó hoạt động với một số lượng lớn, nhưng có những người, người ta gọi vui bây giờ là mọi người, mọi nhà đều kinh doanh online hết. Thì đối với những quy mô nhỏ thì chúng ta kiểm soát như thế nào ạ? Đối với những quy mô nhỏ thì như hộ kinh doanh gia đình là rất rất khó quản lý. Còn như những hộ kinh doanh mà có đăng ký những cái website cụ thể thì mình kết hợp với Cục Thương mại Điện tử hoặc là phối hợp với Sở Công Thương để kiểm tra những cái trang web đó. Những cái trang web mà đã được cấp phép hoạt động thì mình có thể kiểm soát được. Như hộ gia đình chẳng hạn cụ thể như trường hợp 10 tấn hàng này tại thành phường 8 thành phố Cà Mau mà bán, đây là không phải bán riêng địa bàn tỉnh Cà Mau mà bán trong phạm vi cả nước, cái số lượng hàng rất là lớn đó. Cho nên thì những cái trường hợp số lượng là hàng lớn rồi live stream trực tiếp đóng gói nó quy mô lớn thì mình có thể là dễ kiểm soát và kiểm tra xử lý. Còn riêng đối với những cái trường hợp mà hộ gia đình cá thể mà chẳng hạn như hộ gia đình đó có mua vài trăm bộ quần áo may sẵn, ví dụ gì đi, rồi kinh doanh trực tiếp tại nhà thì rất khó kiểm soát, rất khó quản lý. Cho nên đó, vấn đề mà thương mại điện tử hiện nay là làm đau đầu tất cả các ngành chức năng chứ không phải gì riêng về quản lý thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau. Tôi bản thân cũng được họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý Thị trường. Thì Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng nói là vấn đề kinh doanh online và thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số hiện nay là rất là khó quản lý. Bộ trưởng cũng chỉ đạo là Tổng cục Quản lý Thị trường phải phối hợp với các ngành chức năng, phải kiên quyết xử lý làm sao cho hạn chế mức thấp nhất chứ không thể triệt để được. Đó là cái khó khăn chung hiện nay. Tại vì cái kinh doanh online trên nền tảng số hiện nay cũng như đồng chí Khánh nói là nó rất khó quản lý. Không phải như kinh doanh truyền thống trước đây. Thì kinh doanh nói chung là tùy theo cái mức độ và cái thu nhập của người tiêu dùng. Người ta thấy nó rẻ thì người ta mua. Nhưng mà có khi người ta mua thì người ta không có nắm được rõ cái nguồn gốc hàng hóa đó. Chẳng hạn như về mà thông số kỹ thuật như tiêu chuẩn về hàng hóa
thì người ta sẽ mua nhầm những hàng giả hoặc hàng nhập lậu. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau cũng tăng cường phối hợp với Cục Thuế, rồi Hải quan, Bộ đội Biên phòng làm sao để có cái phương án tốt nhất để phối hợp và đấu tranh trên cái lĩnh vực thương mại điện tử này ngàn có hiệu quả và ngàn hạn chế để cho bảo vệ được cái quyền lợi người tiêu dùng. Đúng là thật sự đối với người tiêu dùng cũng khó khăn để mà phân biệt được đâu là hàng giả hàng thật, khi mà hoạt động sản xuất hàng giả bây giờ thật sự nó rất là tinh vi. Thưa ông Khánh, thì đối với việc quản lý về thuế thì với đặc điểm là kinh doanh online qua, thực hiện trên môi trường mạng thì ngay từ đầu ông đã chia sẻ thì rất là khó khăn. Và thật sự thì đây không phải là cái chỉ đạo mới nữa, trước đây cũng đã có, chừng gần đây thì càng chỉ đạo quyết liệt hơn. Thì ngành thuế đã có những cái quản lý kiểm soát nào thời gian qua hay chưa? Trong cái thời gian qua về cái lĩnh vực thuế thì nói chung có rất nhiều cái hướng dẫn cũng như chỉ đạo của từ trung ương cũng như địa phương về cái công tác quản lý đối với lĩnh vực này. Thì đã qua thì bên cạnh cái việc là tăng cường cái tuyên truyền, ngành thuế đã phát động cái chiến dịch là tuyên truyền rất là sâu rộng đối với cái lĩnh vực này, làm sao cho những cái cá nhân cũng như hộ kinh doanh cũng như là tổ chức có hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch điện tử cũng như là cái bán hàng online qua các hình thức mạng xã hội thì biết để thực hiện đầy đủ cái nghĩa vụ của mình đối với cái nghĩa vụ về thuế. Thì bên cạnh đó thì ngành thuế chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ quan có liên quan như là Sở Thông tin Truyền thông nè, rồi là Cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương, rồi là Hải quan, rồi Ủy ban các tỉnh, các huyện, thành phố để rà soát các cái tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng online để từ đó thu thập thông tin, dữ liệu để làm cơ sở để quản lý thu đối với các cái cơ sở này, cũng phối hợp với các cơ quan có liên quan để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cái hoạt động này để chúng ta kịp thời có cái hướng dẫn điều chỉnh cũng như là xử lý nếu mà trường hợp là vi phạm phải đến mức phải xử lý. Tuy nhiên thì chúng ta biết trong cái công tác quản lý này cũng rất là khó khăn, như chỗ anh Nghị cũng như là biên tập viên cũng có đề cập, tức là công tác quản lý đối với cái lĩnh vực này rất là khó khăn, vì ở trên cái kinh doanh trên môi trường mạng thường là ảo, ẩn danh, rồi tài khoản, rồi người ta có thể là kinh doanh theo mùa vụ, tức là người ta không kinh doanh xuyên suốt mà có thể là giống như biên tập viên cũng có đề cập là hiện nay trong phong trào nhà nhà người người đều với có cái hoạt động mua bán online, mua bán qua mạng, thì người ta không có hoạt động xuyên suốt mua bán xuyên suốt mà có thể là trong năm một hai tháng hoặc là dịp nào người ta vui hoặc gì đó người ta có hàng quá đưa vô, do đó công tác thu thập các cái thông tin, cái chứng cứ để quản lý thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, và đặc biệt là cái thông tin về danh số nè, về cái số cái thời gian phát hành, cái số lượng bán rồi số lượng doanh thu thì cũng rất là mù mịt, rất là khó khăn trong cái công tác quản lý này. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin khẳng định rằng khó khăn nhưng là không phải không quản lý được. Thì hiện nay chúng tôi cũng là phối hợp có nhiều cái kênh để chúng tôi là thu thập rồi là chọn lựa các cái thông tin cần thiết để phục vụ cho cái công tác quản lý. Ví dụ thông qua các cái sàn, cái chủ sàn giao dịch điện tử này, thì hiện nay đã có quy định rồi, thì các cái chủ tài khoản, chủ các cái sàn giao dịch điện tử này phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cái tổ chức cá nhân mà thuê cái sàn giao dịch điện tử này, cả về cái định danh, cả về cái doanh số là phát hành doanh số bán ở trên cái qua thông qua các cái sàn giao dịch, cái đó là cái về tổ chức. Còn các cái đối với cá nhân và các hộ kinh doanh thì chúng tôi đã thông qua các cái kênh khác như là qua Sở Thông tin Truyền thông và Sở Công Thương Nhân dân để chúng tôi nắm bắt các cái thông tin có liên quan để quản lý.
Có thể cho tôi một thông tin, đó là từ trước đến nay ngành thuế tỉnh Cà Mau đã có thu thuế được trường hợp nào kinh doanh online hay không ạ? Đối với trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung thì hiện nay thì phải nói rằng cái công tác cái bán hàng online thì nói chung thì cũng qua cái rà soát của chúng tôi cũng có nhiều. Tuy nhiên thì cái về cái quy mô đối với các cái sản phẩm người ta kinh doanh trên cái môi trường online thì theo chúng tôi rà soát thì nó thật sự nó chưa lớn, mà nó ở chừng mực như tôi hồi nãy cũng có thông tin. Cái thứ nhất là người ta có hộ kinh doanh rồi, người ta kinh doanh theo truyền thống, bên cạnh đó thì người ta phát triển thêm cái kinh doanh online thì người ta chưa có cập nhật các cái thông tin cái về doanh số hoặc là ta khai bổ sung cái đó. Cái thứ hai là về cái dạng đó là tức là kinh doanh độc lập, tức là cá nhân người ta online lên ta bán hàng đó, thì cái này về cái mức độ doanh thu, cái quy mô cái kinh doanh cũng không lớn. Thì như vừa rồi cái thông tin chúng ta có cái phát hiện cái vụ bán trên cái khối lượng hàng quá khủng đó, trên 10 tấn hàng gì đó, thì đây là tôi nghĩ đây là một trong những cái trường hợp cá biệt. Còn cái ở trên thật sự ở cái quy mô về buôn bán trên online thì cái về cái doanh số, về cái số lượng hàng đó, nó cũng chưa nhiều. Tại vì cái địa bàn ở chúng ta địa bàn vùng sâu xa tỉnh lẻ đó, cái hình thức mà buôn bán hàng hóa online mà với số lượng lớn thì nó cũng chưa tập trung, chưa nhiều. Cảm ơn hai vị khách mời với những chia sẻ vừa rồi, và tôi nghĩ rằng ngoài cái sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các ngành chuyên môn thì đó là sự ý thức tự trách nhiệm của nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các cái nghĩa vụ theo quy định của hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh, và bản thân người tiêu dùng thì cũng phần có ý thức tham gia vào trong cái quá trình lưu thông hàng hóa, đảm bảo tham gia vào trong, chẳng hạn như ông Nghị nói là phải có cái ý thức là trong trường hợp mình là nạn nhân đi, mình mua hàng giả thì mình cũng có thể lên tiếng để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình. Một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, và hẹn gặp lại trong chương trình tọa đàm kỳ sau.